Xin chào tất cả các bác và buổi sáng live nha các bác nha. Nên có mấy cái đơn hàng đây. Đây là lô quế tím nhá. Đó. Quế tím toàn to đẹp luôn này. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Toàn hàng đẹp không. Đó. Còn xanh đẹp luôn nha. Đây. Lô quế tím này em bán chỉ có 200k toàn cái đẹp không này. Đó. Các bác nhìn là các bác thích rồi. Rất là mê luôn, về trồng sướng tay luôn. Đây là lô đầu tiên nhá. Và tiếp tục là lô thứ hai các bác ạ. Lô thứ hai là em có hoàng nhạn này, hoàng nhạn với trâu nhá. Đây hoàng nhạn này, 1 2 3 khúc này. 4 này. Trâu này nhá. Đó. Đây. Lô này rất là nhiều cây luôn. Em chỉ bán 350k cho các bác sưu tầm về chơi nhá. Đó, có 350k thôi, toàn hàng này, hàng đẹp. Đây nhạn này, hai cây rất là đẹp luôn. Ba năm mươi này. Đó là lô 2. Tiếp tục là lô 3 là lô trứng bướm nhá. Trứng bướm rất là nhiều luôn này. Có một cây to này. Có cây nguyên bản này nha. Đó, lô này em bán 200k thôi, trứng bướm nhá. Trứng bướm chuẩn bị nở hoa rồi nha các bác nha. Hoa rất là đẹp luôn. Lô 3, lô 4 hoàng nhạn toàn lá xếp to to luôn này. 2 3 lá mít với lá xếp. 4 này. 5 7 cây. 7 cây to này em bán 350 này. Đó. Các bác đi mua chỗ khác đây này phải 4-500 này, em bán 350 thôi nhá, cây to này. Mấy cây này đã cho ra hoa hết, rất là đẹp, hàng em tuyển nha. Đó, đây là hàng rời. Đây là lô số 4. Tiếp tục là lô số 5 là trâu nguyên bản này, 1 khúc này. 2 này. 3 khúc trâu nguyên bản này em bán có giá là 300k thôi nha. Đó, 300k thôi. To to, sang năm có thể chơi hoa được này. Đó. Đây là lô 5. Tiếp tục lô 6 này. 1 này. 2 này. Một khúc 2 cây luôn, toàn đẹp. Còn một khúc này có 2 cây. Khúc này thôi một cây này. Đó, lô này em bán 250k này. Đó, 250k lô 6. Tiếp tục lô 7 này. 1 này. Cái này lá thanh công nhá. Đó, cây thanh công này. 2 này. Đó. Cây này rụt rịt rất là đẹp, 3 cây này. Đó, lô này em bán 300k thôi nhá. Đó, 300k này. Rất là đẹp luôn, cho các bác sưu tầm về chơi lô 7. Lô 8, một cây trâu em bán này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 khúc trâu nguyên bản này. Đó. Lô này 6 khúc trâu nguyên bản em bán 300k thôi. Đó, 300k này. Đây là lô 8. Tiếp tục lô 9 nhá. 1 này. 2 này. 3 này. Cây này to này. 4 này. 5 cây này. Đó, 5 cây này em bán 270k. Đây là lô 8 nha. Tiếp tục lô 9. Đây là lô 9 nha các bác nha. Đây là lô 9, đây tiếp tục lô 10 nè. Đây là lô số 10 nhá. Một cây nhạn này. Hai toàn cây to này. Ba này. 4 khúc nhạn này em bán 600k thôi nhá. Đó, 600k này, toàn cây to không? Toàn cây mấy cây để cho ra hoa hết rồi nhá. Đó. Đây là lô 10. Tiếp tục lô 11. Lô 11 một cây trâu nguyên bản này. 2 cây này. 3 cây này, đó. 3 khúc này. Em bán có giá là 250k. Em tặng một cây phi điệp nhỏ này. Em cắt rồi. Em bôi sơn móng tay không cho để nó thối nhá. Cho các bác mang về sưu tầm nhá. 250 này, đây là lô 11. Tiếp tục lô 12 là trâu này. Trâu tản lá mít nhá.
Đó. 1 này. 2 này. 3 này. Cái này nó chỉ bị tét lá một xíu nha các bác nhá. Nhưng mà không vấn đề gì đâu nha các bác nhá. Đó, nó chỉ tét hoàn toàn. 4. 4 cây mít này em bán 380k thôi này. Đây là lô 12. Và tiếp tục lô 13 hoàng nhạn rời này. Đó, hoàng nhạn rời em bán 200k thôi này. Toàn hàng đẹp không này. Đó. Đây là lô 13. Tiếp tục lô 14 này. Lô 14 là cẩm cù này. Bác nào yêu cẩm cù này chuẩn bị ra hoa rồi nhá. Đó, cẩm cù này em bán 150k thôi nhá. Đó, 150k này. Đây là lô 14. Lô 15 là trao rời này. Hai này, ba này, bốn, năm, năm cây này em bán 200k này, 200k này, đây là lô 15, tiếp tục là lô 16 này, hai này, lôi. Đi 4 5 5 cây mít này. 5 cây mít mít này. Lô này em cũng bán 200. Đây, lô này em bán 250 thôi nhá. 250 này. Đó, 5 mít nha. Ngắm này. Lô 16 nhá. Thuộc lô 17 này rất là nhiều cây này. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cây này. Đó, lần này cả to cả nhỏ các bác mang về sưu tầm chơi này. Toàn xanh đẹp như này các bác này. Lần này em bán 500k nha. Đó, 500k này, bác này yêu này. Đó, em có mấy cái đơn hàng đó, bác nào yêu hàng gì gọi về cho em nha các bác nhé.